chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin y tế ngày 11 tháng 12 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Một tuần hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế đề nghị Hà Nội giám sát chặt, phát hiện sớm ổ dịch. Dòng dã 3 tháng điều trị tích cực cho bé gái sốc sốt xuất huyết nặng, suy đa tạng. Sưng nề mưng mủ với nhiều ổ áp xe sau khi tiêm tinh chất giảm béo cấp tốc. Hy hữu một gia đình có 7 người bị tiểu đường, người mất, kẻ cụt chân. Cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt. Em bé tử vong vì nhiễm virus từ bồ câu. Sự thật vụ học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh gãy bả vai. Mạo danh lừa người bệnh nợ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đến ngày 1 tháng 12, Hà Nội đã có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong. Riêng trong tuần 48, số mắc vẫn rất cao, 1.715 trường hợp mắc mới với 33 ổ dịch mới tại 13 quận huyện thị xã và còn 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận huyện thị xã. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát hiệu quả bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các nội dung cụ thể. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp và huy động sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại cơ sở phối hợp với ngành y tế triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương để phân tích, đánh giá tình hình, nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết. Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Cùng đó, tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác theo phương châm 4 tại chỗ. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời để người dân biết chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Liên quan đến công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội cho biết, kết quả giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số ổ dịch trong tuần qua cho thấy, chỉ số BI là chỉ số điều tra số dụng cụ chứa nước có loang quang mũi vằn đã giảm dưới ngưỡng quy định. CDC Hà Nội đánh giá, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Bệnh nhi TTNQ 15 tuổi, cân nặng 54 kg, trú tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, khởi bệnh với triệu chứng sốt cao liên tục, không nôn ói, không đau bụng. Ngày thứ tư, bệnh nhi bớt sốt, kèm nôn ói 4 lần, tay chân lạnh và được đưa vào bệnh viện Nhi đồng thành phố, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết đanh nặng, phải điều trị gần 3 tháng với 10 đợt lọc máu liên tục. Tại bệnh viện, ghi nhận bệnh nhi mạch nhẹ, chi mát, huyết áp tụt, da nổi bông, phục hồi màu da kéo dài 4 đến 5 giây. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết đanh nặng, các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhi truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sử dụng vận mạch dưới hướng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm và huyết áp động mạch xâm lấn. Tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, sốc kéo dài kèm rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hấp. Kết quả sau gần 3 tháng điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ các cơ quan, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, tiêu hóa, chức năng gan thận trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo. Chia sẻ về các giai đoạn của sốt xuất huyết, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết. Đánh cái xuất huyết nặng hoặc là sốt xuất huyết mà coi như biến chứng đấy thì thường thường là bệnh nhân rất là mệt đấy, hoặc là nôn nhiều, hoặc là mạch rất là nhanh, chân tay thì lạnh, sốt cao liên tục, hoặc là có những cái chảy máu ở nội tạng, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân đi ngoài ra máu, hoặc là đi tiểu ra máu, hoặc là chảy máu mũi rất là nhiều, hoặc là một số trường hợp nặng quá thì nôn ra máu. Thế rồi hơn nữa là có thể là bệnh nhân cực kỳ mệt, huyết áp hạ, mạch nhanh. Đấy, trông bệnh nhân là trông mệt lắm. Đấy, thế thì là da lạnh, tái. Thì đấy là những cái dấu hiệu của sốt xuất huyết nặng. Thì hoặc là anh mất máu nhiều, hoặc là anh không mất máu, nhưng mà anh mất dịch và nước ra ngoài lòng mạch, cho nên làm cho huyết áp tụt. Và thể bệnh nhân có thể nguy hại đến tính mạng của bệnh nhân. Lúc đấy người ta gọi là sốt xuất huyết biến chứng nặng, hay là sốt xuất huyết có sốc xuất huyết, hoặc là sốt xuất huyết có suy đa tạng. Hầu hết các trường hợp mắc sốt xuất huyết có thể được chăm sóc tại nhà, tuy nhiên cần nhận biết dấu hiệu bệnh tăng nặng, cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức khi xuất hiện các triệu chứng trở nặng sau: giảm thân nhiệt mạnh, đau bụng dữ dội, nôn mửa, chảy máu lợi, nôn ra máu, thở gấp, mệt mỏi, ly bì, chán trường, đau đầu, chóng mặt.
Mong muốn giảm cân nhanh, nhiều người tiêm tinh chất giảm béo, song bác sĩ khuyến cáo nên cẩn trọng do không tan mỡ mà vón cục thành ổ áp xe. Những trường hợp sau đây là cảnh báo với những chị em đang có ý định giảm cân cấp tốc. Cơ sở này tư vấn tiêm tinh chất giúp giảm béo an toàn, không cần nghỉ dưỡng, chi phí rẻ hơn 4-5 lần so với phẫu thuật. Tiêm tinh chất giúp xử lý tình trạng da nhão, chảy xê, không cần kiêng khem thực phẩm gì. Sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc, tiêm trực tiếp vào đùi, tay, bụng, vai, nọng cầm, cam kết giảm 5-7 cm. X nói không tin vào việc giảm béo trong một tuần, nhưng được người quen giới thiệu nên cô vẫn nhắm mắt đưa chân. Buổi đầu tiên, cô không thấy gì khác biệt. Hai buổi sau, cô cảm thấy vị trí tiêm bị căng tức, nhức, sưng đỏ. Do tinh chất ảnh hưởng sức khỏe, người phụ nữ đã dừng tiêm. Chia sẻ về những nguy hiểm khi tiêm chất giảm mỡ, bác sĩ Nguyễn Vũ Phương Ngọc, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Về cái tiêm giảm mỡ thì có thể nói là hiện nay trong danh mục của Bộ Y tế nó chưa có cấp phép cho một cái loại thuốc nào được cho là có công dụng nằm trong cái danh mục nhóm tiêm giảm mỡ và được cho phép lưu hành ở Việt Nam cả. Thành phần mà thuốc có thể có công dụng mà tiêm giảm mỡ đó thì nó có thể là những cái thành phần vitamin hoặc là chiết xuất từ thực vật. Khi mà tiêm vào thì nó sẽ giúp cho cái tế bào mỡ đó nó bị đốt cháy. Khi mà cái mỡ đó nó được làm tan ra thì cơ thể mình nó phải hấp thu trở lại. Nếu mà chúng ta tiêm cái liều lượng quá cao, quá nhiều thì cơ thể nó không hấp thu hết. Những cái biến chứng nhẹ có thể thoáng qua thôi, ví dụ như là đau này, đỏ, sưng bầm là những cái mà thường hay gặp nhất. Và những cái mà nghiêm trọng hơn, ví dụ như hay nhiễm trùng, cái lượng thuốc mà tiêm ra quá nhiều, mỡ nó tan lỏng ra và cơ thể không hấp thu được hết, nó có thể gây ra những cái u hạt. Hiện Bộ Y tế không cấp phép cho bất kỳ sản phẩm hay thuốc tinh chất tiêm vào người để giảm béo. Bộ cũng chưa cho phép thực hiện dịch vụ tiêm tan mỡ giảm béo. Để tránh nguy cơ biến chứng, các quý vị nên lựa chọn các bệnh viện thẩm mỹ uy tín, có đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được cơ quan chức năng cấp phép và được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm, có bằng cấp chuyên môn. Phương pháp giảm béo an toàn nhất là tập luyện kết hợp dinh dưỡng, tuyệt đối không tin vào thuốc, thực phẩm giảm cân nhanh khiến cơ thể giảm trao đổi chất, dẫn đến suy kiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều người bệnh tiểu đường lâu năm kiểm soát đường huyết không tốt, bỏ điều trị sẽ dễ bị biến chứng ở bàn chân, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Trường hợp 7 người cùng mắc tiểu đường trong một gia đình sau đây sẽ khiến quý vị phải giật mình. Chị B cho biết, gia đình có 7 người bị tiểu đường, gồm 5 mẹ con chị, các dì, các cậu, chưa tính bà ngoại đã mất cũng do biến chứng tiểu đường. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh, khoa nội tiết đái tháo đường cho biết, mẹ của chị B lúc nhập viện thì tình trạng hoại tử bàn chân đã lan rộng, các mạch máu nhỏ hư hỏng nặng, không đáp ứng điều trị, bắt buộc phải cắt cụt bàn chân để phòng nhiễm trùng lan rộng. Mẹ chị B bị tiểu đường hơn 15 năm và là người đầu tiên trong gia đình bị cắt cụt chân do biến chứng tiểu đường. Còn chị và các em trong gia đình đều phát hiện tiểu đường nhưng không điều trị vì nghĩ bệnh không nguy hiểm. Chia sẻ về yếu tố di truyền của bệnh đái tháo đường, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội cho biết. Khi mà cả bố và mẹ cùng bị mắc đái tháo đường thì cái tỷ lệ mà bị mắc đái tháo đường trong số các người con là lên tới 75%, tức là đẻ 4 người thì có hơn 3 người bị. Còn đẻ mà hai người bị nguy cơ mà một trong hai người bị là tương đối là cao. Khi mà bố mà mẹ bị đái tháo đường rồi thì người con đầu tiên là bố mẹ luôn luôn phải ý thức là con mình không được dư cân, thừa cân và cũng phải khuyến cáo để người con nhận biết được rằng cái bệnh này là có yếu tố gia đình và trong cái khẩu phần ăn của mình phải ăn làm sao cho nó hợp lý và tham gia các cái hoạt động hợp lý. Và khi những người con này mà có lập gia đình, ví dụ như người con gái mà khi có lập gia đình thì phải được sàng lọc sớm cái đái tháo đường thai kỳ. Và khi không có đái tháo đường thai kỳ thì sau một năm vẫn phải làm xét nghiệm lại. Và nếu như có đái tháo đường thai kỳ rồi thì sau khi đẻ con xong, con đủ thì xong trong khoảng 4 hay là 8 tuần đầu là phải đi làm lại xét nghiệm đường. Để kiểm soát đường huyết hiệu quả, người bệnh không được bỏ điều trị, uống thuốc đúng loại, đúng liều, đúng giờ, theo hướng dẫn của bác sĩ. Cần có chế độ ăn uống giảm tinh bột, tăng cường rau xanh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và giữ lối sống sinh hoạt lành mạnh, bỏ thuốc lá, rượu bia, không thức khuya, giảm căng thẳng. Cuối cùng, phải tái khám định kỳ để được kiểm tra đường huyết trung bình trong 3 tháng và tầm soát các biến chứng bệnh tiểu đường. Bị ong vỏ vẽ trích thường gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây sốc phản vệ, cần được cấp cứu ngay lập tức. Bệnh nhân nam 35 tuổi bị sốc phản vệ do ong đốt đã được cứu chữa thành công tại trạm y tế xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc.
Trước đó, anh Lã Minh Tuấn sinh năm 1988, đang làm việc kéo đường dây viễn thông tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc thì bị ong vò vẽ đốt 6 nốt vùng mặt và bắp tay. Anh Tuấn xuất hiện tình trạng khó thở, đồng nghiệp đã đưa vào cấp cứu tại trạm y tế xã Đồng Chum. Lúc mới vào trạm, tình trạng của anh Tuấn trở nặng, bị suy hô hấp, người lơ mơ, không tỉnh táo. Tại đây, các cán bộ y tế của trạm đã gọi điện trực tiếp cho bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Huy Kiên, trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hội chẩn và xử lý cấp cứu theo đúng phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế, ban hành kèm theo thông tư số 51/TT-BIT của Bộ Y tế. Sau hơn một giờ cấp cứu tại trạm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các cán bộ y tế của trạm cùng đồng nghiệp của bệnh nhân đã hỗ trợ anh Tuấn xuống cấp cứu và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân Lã Minh Tuấn nhập viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lúc 22 giờ trong tình trạng đã tỉnh táo, huyết áp 130/80, khó thở nhẹ, đau nhiều vùng bị ong đốt. Các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu tiếp tục điều trị theo phác đồ sốc phản vệ của Bộ Y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Huy Kiên, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, cấp cứu phản vệ là cấp cứu thường quy, đòi hỏi nhân viên y tế phải được tập huấn và đào tạo cũng như thành thạo trong thực hành. Phản vệ xảy ra thường xuyên với bất kỳ ai, nguyên nhân gì. Trong đó, nguyên nhân chính là tiếp xúc với các dị nguyên lạ, thuốc, mỹ phẩm, thức ăn, côn trùng đốt. Ong đốt là nguyên nhân thường gặp ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Việc triển khai phác đồ cấp cứu phản vệ theo thông tư số 51/TT-BIT của Bộ Y tế thường xuyên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, trạm y tế trong tỉnh. Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong vò vẽ đốt thì phải đặt nạn nhân nằm yên, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan truyền trong cơ thể. Ong thường để lại kim và túi chứa nọc độc tại vị trí đốt. Trong trường hợp vòi chích nổi trên bề mặt da thì dùng nhíp gấp nhẹ lấy kim ra càng nhanh càng tốt, tránh chất độc gây sưng, nhức nhối nghiêm trọng hơn. Đặc biệt tránh dùng tay để lấy hoặc chà sát, đè lên vết chích bởi mũi kim dính vào da có kèm theo túi chứa nọc độc sẽ tiếp tục bơm chất độc vào, lan nhanh ra khắp cơ thể, ngấm sâu vào tế bào khiến quá trình cứu chữa khó khăn hơn. Tuyệt đối không dùng các phương pháp dân gian để bôi lên vết đốt. Sau khi sơ cứu, cần đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Một em bé người Australia mới biết đi đã tử vong sau khi nhiễm bệnh từ chim bồ câu. Bé gái là ca tử vong thứ 5 ở người do bệnh Newcastle kể từ khi bệnh được ghi nhận hàng chục năm trước. Đây là bệnh truyền nhiễm trên da cầm gây ra các triệu chứng như ủ rũ, khó thở. Virus ABMV1 gây bệnh có trong phân chim bồ câu và có thể lây lan qua bụi bay trong gió. Bé gái được đưa vào bệnh viện Prince of Wales ở Randwick, New South Wales với các triệu chứng giống cảm lạnh, buồn nôn và nôn trong suốt 3 tuần. Chỉ 6 tháng trước khi xuất hiện các triệu chứng, cô bé vừa thực hiện xong đợt hóa trị thứ 2 để kiểm soát bệnh bạch cầu cấp tính, loại ung thư phổ biến ở trẻ em, ảnh hưởng đến một số tế bào trong hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào B và tế bào T. Các bác sĩ cho biết gần đây bé không đi du lịch, không tiếp xúc với vật nuôi hoặc thành viên gia đình bị bệnh. Trong 4 ngày sau đó, tình trạng của trẻ ngày càng xấu đi với một loạt cơn động kinh. Kết quả chụp MRI không ghi nhận bất kỳ điều gì đáng lo ngại, trong khi xét nghiệm lặp lại để tìm nguyên nhân gây bệnh cũng cho kết quả âm tính. Bệnh nhi được cho dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, chống động kinh để điều trị chứng sưng não và giảm bớt sự khó chịu. Nhưng tình trạng của trẻ không được cải thiện. Bé gái mất sau gần một tháng nhập viện do việc điều trị không ngăn được tình trạng chết dần mô não. Các bác sĩ nhận định trẻ tử vong rất có thể do viêm não sau khi nhiễm APMV1. Xét nghiệm cho thấy bệnh phẩm tương tự như các mẫu lấy từ chim bồ câu trước đây. Mặc dù không xác định được nguồn gốc phơi nhiễm, nhưng có khả năng virus đã vô tình lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với phân chim bồ câu hoặc chất dịch có chứa virus. Liên quan tới vụ học sinh lớp 8 nghi bị giáo viên đánh gây chấn thương vai, qua thăm khám, kết luận cuối cùng của bác sĩ là em học sinh chỉ bị chấn thương phần mềm. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 12 tại trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong giờ học hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học lớp 8, thầy giáo môn công nghệ đã dùng cây anten dạy học đánh vào vai trái học sinh HTTA. Sau khi bị đánh, em học sinh này thấy đau nhiều ở vai. Ngay sau đó, em TA được gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhà. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy em bị gãy xương bả vai. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 12, đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết học sinh bị chấn thương phần mềm và đang điều trị tại bệnh viện. Theo bác sĩ, học sinh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau bả vai do bị tác động lực. Trước đó qua thăm khám ban đầu, bác sĩ đã chẩn đoán theo dõi gãy xương nên khiến cho gia đình hiểu nhầm rằng học sinh bị gãy xương bả vai. Sau thăm khám và theo dõi thì xác nhận em chỉ bị chấn thương phần mềm. Theo ông Trần Văn Luyện, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, dù nguyên nhân là gì thì hành động của thầy giáo cũng hoàn toàn sai, nhà trường sẽ xử lý nghiêm trường hợp này. Đồng thời trường sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh. Mới đây lại xuất hiện thêm chiêu trò của các đối tượng lừa đảo, hù dọa người dân. Nếu không thanh toán khoản nợ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi hồ sơ lên tòa án bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, mã thẻ bảo hiểm y tế để lấy lòng tin của người dân.
Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cảnh báo người bệnh tránh bị lừa đảo nợ tiền khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, bệnh viện nhận được phản ánh của bà NTTT về việc bà T nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội, thông báo về khoản nợ 29 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, năm 2023, bà T chỉ đến khám và sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2 lần. Bà T cho hay, để tăng tính chân thật, các đối tượng đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã thẻ bảo hiểm y tế, ngày sinh. Nếu không thanh toán khoản nợ này, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi hồ sơ lên tòa án. Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, sau khi xác minh và điều tra, cũng như thông tin cảnh báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông, bệnh viện khẳng định đây là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến nhằm hướng tới người dân nhẹ dạ, cả tin. Bệnh viện khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật tin tức, nâng cao cảnh giác và báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý khi nhận được các cuộc gọi tương tự như trên. Bên cạnh đó, người dân có thể tải phần mềm VSID trên ứng dụng điện thoại để cập nhật những thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia, thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.